Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì ba má qua Mỹ được khoảng 3 tuần rồi. Trời, sáng nay trời mưa lâm râm. Mấy cái bông này nó nở rồi. Bye bye Donald. Nào đi học. Trời mưa nè, trời mưa râm râm sáng nay nè. Ba chở Donald đi học. Chơi phơ ra coi. Chở chơi phơ luôn, lẹ lẹ lên chơi phơ ơi. Uống sữa đi con. Con hết sữa luôn đi. Con hết sữa luôn đi. Con hết sữa đơn nào. Bye bye. Giờ làm sao kịp? Sáng ăn nóng vậy nè ngon. Còn dạ. Phải nóng. Ăn sáng nóng thì ngon nè. Ăn sáng nóng ngon. Ăn hủ tiếu. Ba má ăn hủ tiếu mì. Nhà nấu ăn vậy tốt. Ăn nhà mình nêm dừa vậy đó. Mình ăn nhà quen rồi. Nước ngọt ha. Dạ. Xương nó đang ngọt. Trái gì? Trứng trắng á. Củ hành, củ cải trắng, củ cải trắng, củ cải trắng để vô. Có củ cải trắng, củ cải đỏ, thì nó hủ tiếu mà. Có tôm khô với lại mực nữa. Nấu nước lèo cho thơm. Đủ thứ tên như mọt. Anh mang lên muỗi. Ăn lên được rồi con. Xíu thôi đừng bỏ mỡ dầu. Nhớ cái tỏi thôi đừng có bỏ dầu. Bữa nay dẫn ba má ra tiệm chơi. Sợ ở nhà buồn á. Dẫn ra tiệm chơi. Cho ba má ngâm chân nước nóng. Thì ngồi trên ghế massage ngâm chân nước nóng nè. Ngâm nước nóng cho khỏe. Bỏ muối vô nữa. Muối mà muối coi dành cho massage đó.